Vâng, đây lại là một đôi loa Bose 101. Mời anh em cùng thưởng thức chất âm, sau đó cửa hàng sẽ quay một đoạn nội thất để anh em cùng xem tổng thể đôi loa Bose 101 giá 3,5 triệu đẹp xuất sắc này. Đi sâu vào tâm tư, không tan theo cùng, không theo tháng năm phai mờ, tình nào tha thiết anh ơi. Tình quê hương gợi sâu, tình tôi em bên lâu, vì mãi đây tôi xa cách kinh thành, mộng trường chinh khói binh, vào đời manh áo chiến. Các bác có thể thấy lời hát nó rõ mồn một luôn, nó rõ, nó nghe nó rõ và nó phê hơn rất nhiều so với lời hát của một đôi loa thủng anh em nhé. Chính vì điều đó người ta mới đặt cho nó gọi tên là loa lời. Và đây đó là dòng loa Bose 101 danh tiếng của Mỹ. Cửa hàng báo giá cho anh em là 3,5 triệu đồng. Đây xem thông số ở phía sau. Dòng này thì công suất auto và chở hàng auto từ 4 đến 8 ohm và công suất tối đa 150W. Công suất auto và chở hàng auto anh em nhớ nha. Từ 4 đến 8 ohm đó. Chất âm rõ mồn một. Anh em ghép vào để nghe nhạc hoặc hát karaoke, đó là tuyệt vời luôn. Cửa hàng đang đấu trực tiếp với âm ly. Đêm nay tôi nhớ đến anh, mơ về kinh thành, những chiều gió lộng, ta đi trong lòng phố vắng, tâm tư qua làn khói trắng, mưa rơi ướt hai mái đầu. Lời hát xuất sắc, người lời hát thể hiện tiếng ca sĩ ngọt ngào rõ ràng. Cấu tạo là một loa toàn giải bát 12, bên trong có phân tần gồm có cuộn dây, tụ, chở và bóng đèn. Mời anh em cùng xem chút nội thất.